Con làm gì đấy? Hả? Con làm gì? Con gấp quần áo à? Giỏi quá, quần để ra quần, áo để ra áo. Cả một đống quần áo đấy con gấp đến bao giờ? Áo đấy của ai Con đi cõi em đi. đấy? Ừ. Con trông em với lại gấp quần áo mẹ lau nhà nha. Vi đang ngủ tít này. Hôm nay là 24 à? Mai Mi được 4 tháng, được 5 tháng rưỡi. Ngày kia Mi được 5 tháng rưỡi. Chị Nga được mấy tháng? Chị Nga. Hơi. Ô, con không biết làm à? À, con kém lắm. Con cởi cái cúc này ra này. Con lộn tay áo ra. Lộn phải tay áo ra. Biết lộn chưa? Cho tay vào cái lỗ. Đây. Cho tay vào cái lỗ này. Cầm tay, tay. Đúng rồi. Tay này cho vào cái lỗ. Đúng rồi. Kéo ngược lại. Đây. Cho cầm vào chỗ. Cầm vào tận đây. Cầm vào tận đây. Cho tay vào đây. Cho cái tay kia. Tay phải. Con chui vào. Tay phải chui vào trong cái ống áo đấy. Rồi. Đúng rồi, xong cầm như vậy. Tay trái cầm cái chỗ này. Đừng. Đừng. Đây con cho vào đi. Cho tay phải vào tay. Đúng rồi. Tay trái đừng. Tay trái con cứ cầm đây. Tay phải con chui vào. Đúng rồi, như vậy. Lộn ngược ra vậy. Đúng rồi, chính xác. Đúng không? Tay bên kia cũng vậy. Tay trái cầm cái vạt áo đây. Chị nó mà Ừ. Đây tay phải chui vào đây, tay phải chui vào đây. Đúng rồi, cầm vào cái chỗ này rồi kéo ra, kéo ngược lại. Đúng rồi, tay trái cầm đây kéo đấy. Như vậy là lộn áo xong rồi. Giờ con gấp đi. Ôi giời, gấp vậy à? Như này giải áo ra. Con ngồi dịch ra. Ngồi dịch ra nó mới rộng, mới gấp được chứ. Đây giải thẳng ra. Bỏ bỏ tay ra miệng giải cho. Đấy. Chưa, đã thẳng đâu. Chỗ này đã thẳng đâu. Ui giời. Ui giời, chị Nga gấp vậy. Rồi, chị Nga gấp đi. Ui giời. Gấp thành hình gì đấy? Giỏi quá. Giỏi nhỉ. Còn của em Bi, còn đấy phải rồi, không phải lộn nữa. Mình gấp vào thôi. Chị Nga mẹ thêm chút cái nào. Ui giời, yêu quá. Nào, yêu yêu yêu. Yêu quá. Để quay chị Nga mình đưa chị Nga xem nhá. Chị Nga bé tẹo 2 tuổi. 2 tuổi rưỡi rồi nhỉ. 2 tuổi rưỡi mà chị Nga biết gấp hết quần áo rồi, còn biết hát nữa. Đố con biết quần của ai đây? Đúng rồi, chính xác. Con là không cho rồi ạ. À, quần này không cần, quần của em Bi không cần phải lộn phải. Quần em Bi cứ để trái, em Bi mặc trái. Chị Nga khéo lắm, vài tuổi nữa là chị Nga làm mọi việc cho mẹ rồi, đúng không nào? Đúng không? Chị Nga có biết giúp mẹ làm hết mọi việc không? Chị Nga. Sao con gấp nhỏ vậy?
Nhỏ vậy làm sao mà để được lòng còng để được đấy như vậy được rồi. Ừ. Quần áo con còn của ai nữa? Áo quần ai mua cho con? Bác Hiền. Bác Hiền. Bác Hiền có ai? Bác Hiền có em Phong. Anh Phong à? Lâm Vũ là con ai? Con ai? Đấy, Lâm Vũ là của ai? Bác của em ấy. Ừ, máy của em Bi ấy. Em Bi là con trai con gái? Con trai. Con trai sao lại mặc váy? Mặc váy của chị Nga à? Mặc thừa váy của chị Nga à? Chị Nga mặc ngày bé thì chật rồi chị cho em à? Chị Nga ốm quá, sụt xịt quá. Khăn đâu lau mũi đi con. Úi giời, liếm mũi à? Đấy, khăn lau mũi nào, khăn đâu? Cô có ai đấy? Ừ. Cô có em Bi à? Đúng rồi, chính xác. Chị Nga ốm quá. Chị Nga ốm thì học à? Thế mà để đây á? Ừ, để đây tí mẹ sợ. Thế mà để đây á? Thôi là ngẩng lên đây nè, ngẩng đây mẹ tắt mẹ đi, mẹ đi lau nhà nè, ngang ngẩng mặt đây mẹ xem nào. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ơi, sao con? À đúng rồi, ui dồi, chị Nga giỏi quá, chị Nga biết lộn áo rồi đây. Đúng rồi, chính xác. Ui giời, con bé giỏi thật. Đây, đúng rồi, chính xác, còn một cái tay nữa trái. Ui dồi, Nga giỏi thế nhỉ. Mẹ nói mỗi một lần mà chị Nga biết làm luôn. Chị Nga biết lộn áo trái sang thành áo phải đúng không? Úi giời, giỏi quá. Rồi. Đúng rồi, còn một cái tay nữa kìa. Tay à? Ừ. Phải lộn đằng kia chứ, phải chui đằng kia chứ. Bắt nhầm à? Đây mà, cái đầu này mà, đây mà, cái lỗ này mà. Cho tay vào cái lỗ này mà, để kéo ra mà. Đúng không? Đúng rồi, chính xác. Ôi, con gái mẹ giỏi quá. Rồi con ngồi con gấp quần áo mẹ lau nhà tiếp nha. À, thơm chút cái nữa rồi đi lau nhà. Bye bye đi, Nga quay bye bye đi. Mình bye bye. Goodbye. Bye. See you làm sao? See you again. Bài gì tạm biệt nào? Hát bài gì? Bài bài bà hay là bài đọc bài thơ? Không. Không á? À? Không hát à? Con gấp quần áo của ai đấy? Con gấp quần áo xem đi. Thôi nha.